Sapphire em còn khoảng gần 2 kg. Ruby thì còn hơn nửa ký, nhỏ có lớn có. Cái này là hàng xô nhưng anh, mình gọi là hàng xô có nghĩa là hàng thô á, nó ít sao, cái hàng ruby ít sao, còn cái sapphire thì đa số là có sao, tỷ lệ có sao hết 70-80%, còn ruby thì đa số là không có sao, chỉ có mấy cái nhỏ 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 thì có sao, còn mấy cái lớn thì đa số là không có sao, gọi là hàng thô. Thì em bán theo hàng xô mà, thì anh coi được thì liên hệ với em. Làm cái video cho nó rõ ràng với anh luôn, khỏi mất công. Ở đây gọi là hàng xô, hàng lớn thì có cũng rất là nhiều, mà hàng nhỏ thì cũng rất là nhiều. Đây, hàng nhỏ thì đa số là có sao. Đây, nói chung quay clip trực tiếp. Đây, máy này là ruby quyết bầm, nó cũng có sao. Đây đó, còn cái này thì chưa có căng, anh xem được thì em căng. Cái này là viên sapphire bỏ ra nè, đó, xem được thì căng thôi. Video này là có bật ánh sáng, gọi là cái đèn rọi chiếu đèn, nó rõ ràng thông tin. Ở đây Kha Vương làm ăn thì rõ ràng. Rồi máy viên nó bị úp 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 thì không thấy được hết đó, phải ngửa nó lên. Kha Vương cảm